Chạy, chạy. Út ẩm nó vô trước đi Út. Mua rồi, chạy đi. Chạy, chạy, được bao nhiêu con chí rồi? Quá trời rồi. Thư dở à. Rồi rồi, mưa rồi, chạy 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 nhắm mọi người ơi, mưa rồi, chạy vô nhà đi rồi chạy chi tiếp. Hai, chào tất cả anh em, mình là Nasaki. Mình đang hôm nay quay lại cảnh bắt chí trong rừng Amazon cho các anh em coi. Đây là cô người dưỡng chuyên bắt chí. Đấy, ấy, ấy, ấy. Cô này 15 năm kinh nghiệm chuyên lần bắt chí xong bỏ họng cắn ngay luôn. Hãy biểu diễn coi. Đó. Còn ở phía sau mình đây là đang chạy bắt chí. Đó. Quay mặt lại giờ các coi. Diễn viên tương lai của chúng tôi đang dùng cái lược để chạy bắt chí, các anh em cùng theo dõi nha. Giới thiệu với các anh em, đây là màn bắt chí huyền thoại cổ xưa. Đây là toàn cảnh của dịp bắt chí mén. Chí được. Đây, để thực hiện việc bắt chí mén này thì chúng ta cần có một người trên đầu có tóc và có chí. Tiếp theo là cần một cái cây lược dày để chạy chí. Tiếp theo nữa là cần một cuốn tập màu trắng để mấy con chí màu đen nó dạ màu lên, chứ nếu mà lót cái bọc đen á, mà chạy chí xuống cũng không thấy con chí đâu. Đó, đúng rồi, phải xài cái tập trắng gì để dạ lên đó. Mọi người đang có không, có con chí nào không? Chưa có con chí nào trơn, hồi nãy giờ giết hết rồi, có trứng chí rồi mà. Trứng coi kìa, đó. Tình cờ chúng tôi đi vào rừng Amazon thì bắt gặp được một cô gái thổ dân này. Cô gái thổ dân này tên gì vậy? Ngọc Nhi hả? đây, thả xuống, dành chí coi. Cô gái có chí tên là Ngọc Nhi á. Đâu, con chí đâu? Con chí nè. Đây, đây, nó nè. Nè nè, chị cái bự nè, cái bự nè. Không phải mày, nó cái mày của nó. Đây nè, đó. Đây ra coi, đó nè. Phải chí cái đó, cái mày. Đó. Chí bự nó xuống hết cái gì vậy? Qua thế rồi. Đây là cô gái trong vườn Amazon chúng tôi mới gặp được để bắt chí cho cô ta. Ngoài trời bên ngoài là đang mưa, hồi nãy đang bắt là chúng tôi phải chạy trốn mưa đây. Đó. Mưa chảy ào ào đó, các anh em thấy chưa? Được bao nhiêu con rồi mẹ? Này không có đếm luôn hả? Rồi em tới con. Đó. Con. Nhóc lên kìa, hết cô thổ dân này rồi đến cô nào nữa? Còn cô Tiên nữa. Còn cô Tiên nữa hả? Cô Thư nữa. Thư chết rồi hả? Đó, các anh em thấy chưa? Đây là con chí. Đó. Wow. Chịu xuống chưa? Nó chịu xuống. Đây nè. Chỗ mình nó gãi là chảy là dính liền. Đó. Hai con luôn. Thấy đang bò thấy không? Anh em nhìn thấy rõ từng cái chân nó chưa? Đây nè, giùm tao ra cho giờ. Đó. Anh em thấy rõ chưa? Đây là tập đoàn chí mén. Chứ không phải là chí bình thường đó. Quay lại coi ai chuẩn bị bắt chí cho cô thổ dân Mỹ Tiên. Cẩm Tiên. Triều Tiên hả? Triều Tiên qua Hàn Quốc quýnh nha. Nhà gì đâu mà quay toàn là xe xẻ với đại hoàng. Rồi tiếp theo là nhân vật cô Tiên này đây.
tóc đang ủ đầu kiểu Ấn Độ. Cô dâu 18 tuổi còn 5 năm nữa gả qua Mỹ luôn. Quay lại giờ mặt cái coi. Sao vậy cô Tiên? Nãy giờ quá chàng trí rồi các anh em ơi. Mấy chục con rồi đó. Hả? Ủ rụ gốc. Thì giống như ủ trên đầu con Tiên nè, ủ rụ gốc lên, xóa lên đầu cho mấy con chí nó sai, sai rụ. Và dễ chảy hơn, nó không bám vào da đầu với tóc nữa. Quá thế rồi. Chí gì hư dở à. Coi trứng nhóc luôn á. Đúng rồi. Anh ơi, chí nè, chí bự nè. Đâu? Kìa, chí được cà bá luôn nè. Bao. Thật là kinh dị. Mày. Mày hả? Đây em thấy con chí này không? Đó. Thấy con chí rõ không? Nhìn rõ từng nét con này luôn. Rồi nó bò 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 nó bò bò. Nó, thấy rõ. Nó có 6 cái chân hai bên rồi. Nó thấy rõ đó. Nó bự nó lắm rồi. Ồ. Người ta gọi mấy con này là chí mé. Chí đực. Chí đen là chí đực. Đây là gương mặt tiếp theo. Cô nón xanh kia thì đã chải xong rồi, nãy đếm được 108 con chí. Còn cô thổ dân này là 200 mấy rồi, cô này là đang dẫn đầu kỷ lục. Tiếp tiếp thêm cô này nữa. Liệu cô ấy có vượt qua con số 200 mấy này không? Đây là ứng cử gì? Đúng không Tiên? Bớt ngứa chưa? Em bớt ngứa chưa Thư? Sao tự nhiên đầu tôi cũng ngứa theo vậy? Chạy thử ơi, lão đầu tôi nguyên ổ rồi sao? Quay lại sao đi, chú cả không được. Rồi hai đi qua đây đi, chị hai lựa trí cho, ổ lựa trứng cho. Rồi đó, rồi bắt đầu tán ten gà xuống, xuống, xuống. Xuống đây cân. Tới lượt cân. Vượt kỷ lục 300 mấy con trí. Đây đó, tiếp theo đến cô Tiên. Cô này đăng ký kỷ lục 300 con. Chảy cái lượt thôi chứ. Còn cô nón xanh này thì chẳng những 108 con chí mà thêm súng găng nữa. Với nụ cười đầy quyến rũ. Đâu cười khoe hàm răng quyến rũ rồi. Con nãy giờ ăn đuổi về. Sao rồi? Cô ấy đang giấu nụ cười quyến rũ của chính mình. Mẹ gán trải cho con Tiên nha mẹ, để 5 năm nữa gả nó qua Mỹ nữa. Để đầu nó có chí là không gả được đó. Mỹ nó chê. Mỹ nó chê đó. Có giờ nãy giờ có con nào vậy mẹ? Nó đăng ký 300 con đó. Tiên nó có trải thường mà có Nhi á nó nhiều, tại Mỹ hơi trải. Ừ, ok. Sát sát da đậu ha, nhằm khi mấy anh chí nó ủ theo đó đó. Dạ. Wow. Mấy mấy con chí quá trời luôn. Có nghi với nhiều. Nhóc trơn. Tập đoàn chí máng không à. Thì thông qua đây các anh em cũng biết quy trình bắt chí của người miền quê chúng tôi thế nào rồi. Cảm ơn các anh em nha, nhớ like và subscribe kênh nha.